Gia xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Bên con hôm nay có một số cây sứ Thái ghép xin được giới thiệu đến với cô chú và anh chị ha. Và con xin chia sẻ thêm, con có cung cấp phân dơi, con bán một túi như vậy là giá 20.000. Phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn ha. Và đối với cái cây mai vàng á, nhưng mà sau khi mình chơi xong vụ hoa Tết nè ha, rồi mà mình trồng lại á, nếu mà cô chú và anh chị nào mình có hồi chơi Tết thì mình bứng lên chậu mình đem vô chân trong nhà ha. Và khi mình trồng lại á, mà mình trộn đất trồng á, mình làm đất trồng, mình bón trộn thêm một ít phân này vô rồi mình trồng lại, thì cây mai mình qua năm sau nó sẽ có một mùa hoa đẹp hơn nữa ha. Và cô chú và anh chị mình cần xài số lượng lớn liên hệ bên con có bán dạng ký nữa. Rồi con quay trở lại con bán cây sứ ha. Đây là cây số 1. Cây số 1 mình có cây thảo liên. Thảo liên cây năm bo ha. Cây này vô chậu chính. Rồi, cây thảo liên này giá 140. Số 2 là cây hồng hà. Cây hồng hà hoa dạng cánh kép, cây của mình nó được 5 bo. Rồi, số 2 này 130.000 hồng hà. Số 3, đồng dao 3, hoa 5 cánh ha, cây 3 bo. 3 bo mà mỗi bo nó ra được nhiều rồi ha. Cây này số 3, 3 bo 100.000 đồng dao. Số 4, hằng sơn 5, hoa màu trắng dạng cánh kép, cây 6 bo. Cây 130 hằng sơn 5 ha. Cây này con chưa cơi củ lên ha. Rồi tới số 5. Số 5 là cây vô danh. Vô danh hoa dạng cánh kép ha. Cây 4 bo. Cây vô danh là 150.000. Số 6. Số 6 là mình có cây này là dạ khúc với lại đỏ. Cây này hai giống ha. Cây 4 bo vô chậu 10. 130.000. Cây 4 bo ha, vô chậu 10. Củ to khoảng 2 gang tay mình nè. Số 7. Vân Huế 5. Hoa dạng cánh kép hồng sọc, cây 5 bo vô chậu 10. Đây là tàn của nó nè ha. Đây con xoay cho mình xem cái củ. Rồi, cây số 7 này 160.000. Số 8, rồng đen. Rồng đen hoa 3 lớp đỏ cánh có viền ha. Cây rồng đen này là nó được 8 bo. Đây, cái bộ tạng của cây rồng đen mình ha, xòe da tròn. Được phân tán đều. Hay củ nó. Cái này con vô loại chậu trắng bự ha. Vô chậu trắng, chậu cắt tường. Số 8 này 250.000. Cây rồng đen. Số 9. Cây này hai giống. Dạ khúc và khôi nguyên. Cây nó được 8 bo. Đây, củ nó đây ha. Cái củ này tầm khoảng 2 gang rưỡi tay con vòng lại ha. Cây này 220.000. Dạ khúc khôi nguyên hai màu ha. Rồi cây này là số 10. Số 10 có khôi nguyên và thiên hương. Màu đỏ với màu hồng. Đây bộ tàng nữa đây ha. Hai giống. Cây mình được 6 bo. Cây này 220.000 luôn. Củ to hơn 2 gang tay mình ha. Số 11. Khôi nguyên màu đỏ. Cây 4 bo. Củ quá to luôn nè. Vô chậu 10. Chật chậu mình luôn ha. Cái củ nè con đặt thử găng tay vô nó mặt củ nè ha. Rồi cây này là số 11. 150.000. Khôi nguyên. Số 12. Cây này hai giống nữa. Ngọc băng dạ khúc. Giờ này con quay nắng nên mình nhìn nó hơi chói ha. Đây cái tàn của cây này ha. Cây này mới nói giống gì quên này. Ngọc băng và dạ khúc ha. Bộ tàn nữa nè. Cây của mình nó được 9 bo. Đây, củ nó ha.
Rồi cây này là số 12, 240.000. Số 13 là Long Quân, nhãn ánh kép màu hồng ha. Cây này vô chậu chính. Số 13 này 120.000 là Long Quân. Củ nó tầm khoảng gần rưỡi tay mình á. Rồi 14 Sĩ Thư. Cây Sĩ Thư này là 8 bo, giá 150.000. Củ nó khoảng bằng lon sữa 900g ha, nó nổi lên phần trên thì con thấy nó như vậy ha. Vô chậu chính. 15 là Minh Hoàng, hoa màu vàng. Cây mình 7 bo, Minh Hoàng. Cây này củ rất to nè, con vịn cái bóp cái chậu nó cứng chậu đây luôn à, nó u ra nè ha. Số 15 130.000 Minh Hoàng. Số 16 là có cây T1, vô chậu 10, cây 9 bo, giá 150.000. T1. 17 Thảo Thuận. Cây Thảo Thuận này được 6 bo, giá 150.000. Thảo Thuận này bên con hết luôn rồi, còn có cây này à ha. Củ này chưa cơi lên ha. 150.000 cây Thảo Thuận. 18 Vĩnh Lộc Nam. Vĩnh Lộc Nam này cây 6 bo. Củ nó nằm tầm gọn ha, bằng lon sữa 400g. Số 18 140. 19 cây này ghép 2 tầng 2 giống. Reti và Phúc Tấn. Reti chính giữa ha. Còn ghép chung quanh nó xoay vòng nó là Phúc Tấn. Cây của mình nó được 8 bo ghép. Cây này là số 19, giá 200.000 ha. Số 20 là cây này ghép 2 giống nữa nè, chia làm 2 tầng nè. Cây này 160.000. Vĩnh Lộc Nam và Phúc Tấn. Cái giống Vĩnh Lộc Năm này cái lá nó ra nó phát triển chậm hơn Phúc Tấn ha. Phúc Tấn nó ra là người ta ghép cái mắt ghép nó là chia ra tầng thấp hơn nhưng mà nó giọt nhóng hơn dài nè. Vĩnh Lộc thì nó còn ngắn hơn. Rồi cây này là mình 5 bo, 160.000 ghép 2 giống. Số 22. Số này số 21 con nhầm ha. Số 21. 21 là mình có Quyết Thắng với Ra Phát, là màu đỏ với màu hồng ha, đều dạng cánh kép. Cây của mình là nó được 6 bo ghép. Ghép ở chính giữa là Phúc, là Quyết Thắng, xung quanh nó là Ra Phát ha, màu hồng. Củ này thì nó tầm gọn bằng lon sữa 400g thôi. Cây này là số 21, 170.000. Số 22 là cây này 2 giống nữa nè, ghép chia 2 tầng nữa. Và Long Thành màu đỏ, Reti màu vàng ha. Cây nó được 8 bo, màu vàng chính giữa xoay quanh là màu đỏ. Cây này số 22, giá 200.000. 23 Ngọc Diễm, hoa cánh đơn. Cây 6 bo. Củ của nó tầm khoảng gần rưỡi tay mình ha. Củ này hình hơi quái quái nữa nè. Cái này thì cái vỏ của nó bị cái kiểu như là bị cháy nắng mà nó liền lành da nè ha. Số 23 này cây bị cháy nắng thôi, con bán là 100.000 ha. Bị cháy cái vỏ vòng vòng nè. Cái này về mình chăm một thời gian nữa thì cái này nó liền lại không có gì ha. 100.000. Số 23. 24 Huyết Rồng, hoa năm cánh màu đỏ, bộ tàn đó nè ha. Cây này củ quá dáng nằm, cây Huyết Rồng. Cây của mình được 7 bo, dáng nằm nè. Số 24, 150. 25 là cây Dân Huế 7, hoa màu hồng, tàn nó đây ha. Dân Huế 7, cây củ của nó
Nó được ghép 7 bo. Củ chia thành từng múi nè. Rồi cây này là số 25, giá nó 130.000 dân Huế 7. Rồi số 26 mình có Phúc Tấn. Phúc Tấn đang cho nụ lắm tấm nè ha. Cây Phúc Tấn này nó được 8 bo. Bộ tàn tròn. Củ của nó tầm khoảng gần rưỡi tay mình. Cây này số 26 Phúc Tấn 150. 27. 27 cây này hai giống Reti và Hằng Sơn, màu vàng và màu trắng đều cánh kép. Cây mình 11 bo, vô chậu 10. Rồi tàn này nó bo nó còn bo ghép còn ra tựa hơi ngắn ha. Cái nữa tựa ra dài xíu nữa nhìn cây mình xum xuê luôn nè. 11 bo là vô chậu 10, củ của nó nè, to vô chặt chậu luôn. Củ nó to mà nó có chiều dài nó bè ra, nhìn cái chậu mình cũng bị hơi dẹp dẹp nữa ha. Số 27 200.000. 28 Long Thành. Cây 5 bo 100.000. Cái Long Thành màu đỏ. 29 Hồng Hà. Cây Hồng Hà 7 bo 140.000. 30 Vinh Hoa. Dạng cánh kép, cây 5 bo. Vinh Hoa 130.000. 31 Phoenix, cây 4 bo. Củ to khoảng gần rưỡi tay mình vòng lại nè ha. 140.000 cây Phoenix. 32 hàng 32 là cây Reti. Reti hoa màu vàng có hương thơm nhẹ. Cây 9 bo vô chậu 9. Cây này mình mua về, cái này đây con chưa có tạo cái tán nữa ha. Này về mình có miếng mút, mình chêm nó vô rồi xòe cái tàn của nó ra nè. Hay củ của nó nè. Vô chậu chín. Cây này nó có cái vết sẹo rồi, lúc còn vận chuyển chắc lên đi xe nè. Nó bị chạy đây miếng ha, khô ha. Cây này có củ nó chia, cái bộ rễ nó chia ra thành múi múi nè. Cái này về mình trồng mình cơi củ nó lên, nhìn bộ củ có hình cũng rất đẹp luôn. Số 32 150.000. 33 cây hai giống Reti và Phúc Tấn. Ghép chia làm hai tầng nữa ha, Reti chính giữa, Phúc Tấn chung quanh nè. Cây của mình nó được 6 bo. Cây 180.000. Cái giống Phúc Tấn này nó dọ hơn Reti nhiều ha. Là ta hồi ta ghép là ta bo ghép ta chia làm hai tầng, ta cắt cái bo với nè, cắt em. Nhưng mà cái giống này nó dọt lên, nó cao bằng với cao hơn luôn. Số 33 180. 34 Reti hoa màu vàng. Dạng cánh kép, cây 7 bo. Vô chậu 10 nè ha. Củ nè. Đây bộ tàn của nó. Số 34 180.000 Reti. 35. 35 là có cây này ghép hai giống Khôi Nguyên và Dạ Khúc. Màu đỏ với màu hồng ha, Dạ Khúc màu hồng sọc tím. Cây của mình là 10 bo. Ghép hai giống. Cái này vô chậu 10. Giá 180.000. Số 36. 36 cây này ghép hai giống nữa vô chậu 10 luôn. Khôi Nguyên màu đỏ, Thiên Hương màu hồng. Cây của mình là nó được 13 bo. Hay, để con xoay cho mình xem trên bộ tàn nó chứ ha. Rồi xuống củ nó nè, vô chậu 10. Củ nó to ra, muốn chặt chậu 10 luôn nè ha. Củ to. Cây này là giá 250.000. Số 36. 37 Đại Mỹ Nhân, hoa năm cánh, màu trắng, cánh có viền, cây 4 bo. Đại Mỹ Nhân nè. Cái củ này thì nó cái vỏ nó bị hồi lúc nhỏ bị con ốc ma nó ăn cái nhâm nhâm đây nè ha. Ăn. Nhưng vỏ này nay nó lành, nó khô rồi. Mình nuôi nó thời gian là nó phình lên lành hẳn luôn ha.
Rồi cây này củ nó rất là to luôn nè. Nó ra méo cái chậu nè, mình thấy cái chậu méo luôn nè. Số 37 cây bốn bo đại mỹ nhân giá 130.000. 130 là do nó bị ốc nó ăn cái lớp vỏ này, con nó bán 130 về mình chịu khó chăm lại ha. Rồi 38 cây tím, màu tím than, dạng cánh kép, cây 7 bo. Bộ tàn xòe da tròn đều. Cây màu tím, cây này cũ nó thì nó gọn ha. Bộ tàn trên xòe da, bộ tàn đẹp mà có cái cũ thì nó hơi nhỏ. Cũ nó khoảng bằng lon sữa 400g. Cây này số 38, 150.000. 39. 39 là mình có cây Raphat. Raphat hoa màu hồng có sọc, cây 6 bo. Cây 6 bo ha, có bo này người ta ghép ghép nó dính bên này giống lá của dạ khúc. Một bo mini dính theo. Cây này cũ nó tầm khoảng hơn 2 gang tay mình ha. 160.000 cho giống Raphat. Số 40. Vân Huế 5, hoa dạng cánh kép màu hồng sọc. Cây 6 bo đang cho nụ. Củ nó tầm khoảng gang rưỡi tay mình ha. Cây Vân Huế 5 này 130.000. Rồi bữa nay con giới thiệu đến với cô chú và anh chị bao nhiêu đây ha. Dạ bên con á là chuyên cung cấp phân dơi và hoa sứ trên toàn quốc luôn ạ. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Và cô chú và anh chị mình yêu thích hoa sứ laser thì xin hãy bấm like để ủng hộ. Và đồng thời mình nhấn đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp. Dạ con xin cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh của tụi con trong thời gian dài qua. Con xin cảm ơn rất nhiều ạ.